Chào các bác, chào mừng các bác đến với kênh mua bán ô tô cũ. Hôm nay ngày 10 tháng 10 2018 thì bên em mới nhập về được một chiếc Toyota Fortuner bản 2.5G số sàn, tư nhân chính chủ biển tỉnh. Hiện tại chiếc xe mang biển Thanh Hóa các bác nhá. Thì chúng ta cũng được biết đây là một chiếc Fortuner 7 chỗ, máy dầu một cầu số sàn bản 2.5 thì bên em mới nhập về. Các bác nhớ đăng ký kênh giúp em để nhận video mới nhất về những chiếc xe mà bên em mới nhập về các bác nhé. Thì về tổng thành chiếc xe thì hiện tại chiếc xe mang ngoại thất màu bạc, form mới các bác nhé. Thì xe được sử dụng là la răng chì, có mũi thở ở trên nắp capo. Hiện tại chiếc xe này bên em mới nhập về, đuôi xe tổng thành chiếc xe còn rất là đẹp, cam kết cho các bác là không đâm đụng ngập nước. Giá bán bên em bao rút hồ sơ, bao vận chuyển. Nội thất được trang bị màu kem mơ và màu đen. Vô lăng còn rất là mới luôn. Đây các bác cùng xem hệ 4 kính tổng này, 4 kính tổng chưa hề mòn luôn, rất là đẹp luôn. Vô lăng các bác cùng nhìn thấy tất cả cái nút bấm trên vô lăng còn nguyên zin, không bị mờ với cả. Đây là hệ thống chỉnh mặt gương và hướng gập tự động. Chưa về phần cụ số thì đây cho các bác cùng xem, xe chạy 5 vạn, do vậy là chưa bong nhoáng gì cả. Về hàng ghế đằng sau thì xe được bọc da màu ghi kem bơ các bác nhé. Về phần trần thì cũng còn rất là đẹp luôn. Về phần táp lô thì chiếc xe này là có màn hình DVD cảm ứng kết nối Bluetooth các bác nhé. Táp lô thì cam đoan cho các bác, cam kết cho các bác là không taxi, không dịch vụ, không khoan đục gì cả. Táp ly còn rất là mới luôn. Tổng thành chiếc xe đẹp đến 98%. Hiện tại bên em đang bán với giá là 850 triệu bao rút hồ sơ. Giá cả có thương lượng, bác nào mà cảm thấy đắt thì các bác có thể ra ngoài, không quan tâm. Bác nào thiện chí thì alo cho em theo số điện thoại em để trên màn hình 0968 831 280. Vâng, một lần nữa cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Chào các bác.